Xin chào các bạn đã quay lại với channel của mình, bầu trời Colorado USA. Bữa nay là một ngày rất là đẹp trời và một ngày rất là vui cho vợ chồng mình. Thì đối với bạn, mình có cái gì muốn chia sẻ với các bạn, thì cũng làm cái video này. Vợ chồng mình rất cảm ơn tới tất cả các bạn gần xa trong thời gian qua đã ủng hộ mình làm cái kênh YouTube Bầu Trời Colorado USA. Cho tới ngày hôm nay thì mình đã được anh YouTube chấp nhận cho làm partner. Thì hôm nay hai vợ chồng mình làm video này, thứ nhất là gửi lời cảm ơn và tri ân tới tất cả các bạn gần xa và những người đã từng giúp đỡ cho mình. Thì không có gì hơn, thì mình và vợ mình xin gửi lời cảm ơn thật là chân thành tới tất cả các bạn. Mong rằng các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ mình trong thời gian tiếp theo. Thì sẵn đây mình không có gì cao sang hết, mình chỉ có một dĩa chiếc kỳ quyên. Mời các bạn cùng ăn với gia đình mình để mà chung vui. Vui ha. Quá vui, quá vui. Thì cũng không biết nói gì hơn, thì hai vợ chồng chỉ xin cảm ơn tất cả các bạn và các anh chị đã ủng hộ hai vợ chồng mình. Đây chỉ là cái bước đầu thôi, nhưng mà cũng rất là vui, rất là mừng. Mình cũng không có ngờ luôn á, hồi hôm là ngủ không được luôn á. Không ngủ được luôn. Dạ, mừng lắm, vui lắm, tại vì mình cũng không có ngờ là mình đã đặt mình có được ngày hôm nay. Thì nếu mà không có các anh chị, cô chú, các bạn em cháu tất cả mà ủng hộ cho hai vợ chồng mình thì hai vợ chồng mình cũng sẽ không được như vậy. Thì không biết nói gì hơn, chỉ cảm ơn. Và bây giờ mời tất cả các bạn ăn chicken wing ở Buffalo Wild Wing. Xin mời tất cả các bạn. Mừng quá, là vui lắm. Tặng cho bạn cái đùi trước này. Ngon ha. Giới thiệu với các bạn là cái hoa này mình trồng đẹp không? Hoa này trồng trước cửa nhà. Bữa nay gió quá nên cắt vô bớt nữa à. Nữa mình có dĩa đâu. Hôm qua mình đang đi làm, ở trên đường đi đang chạy xe thôi, thì cũng tình cờ không biết gì hết, không có biết chuyện gì nói gì hết. Xảy ra, sắp xảy ra, thì mình ngừng xe ở đèn xanh đèn đỏ, thì mình lấy máy lấy phô ra mình coi có ai gửi email hay là có email gì lạ không, mình biết hoặc là có ai có message không, có khách hàng người ta gửi message người ta muốn mua đồ hay là cái gì không, thì mình hay check vậy thôi. Thì mình gửi mình mở email ra thì mình thấy cái gì YouTube congratulations, mình mới hết hồn. Thì mình mở email ra mình đọc, thì nói trong cái email nó là chấp nhận cho mình làm đối tác với YouTube. Thì mình đọc xong cái email đó, mình bắt đầu mình hơi run run rồi. Chạy xe bắt đầu run tay rồi. Tưởng anh nói giỡn chưa? Anh nói thiệt, anh nói giỡn. Xong mình mới gọi cho bà xã mình. Mình nói YouTube nó mời mình làm partner, nó chấp nhận cho mình làm partner. Thì bà xã nói nó giỡn, nói thiệt. Có nắng, trời nắng quá rồi, có sẵn không, nó bậy không? Mà nó gì nó bậy. Mà nó sẽ làm cũng không ngờ luôn á. Nghĩ được chưa? Mình cũng rất cảm ơn tất cả các bạn và con cô bác gần xa đã âm thầm giúp đỡ kênh của mình được phát triển tới ngày hôm nay. Thì mong rằng tương lai tới đây mình sẽ được bà con cô bác yêu thương và ủng hộ tiếp tục như vậy.
xin cảm ơn tất cả các bạn. Bà con cô bác làm sao? Bây giờ vui quá rồi, nói cả lâm rồi. Không biết nói gì luôn. Không biết nói gì mà bây giờ nói cả lâm luôn rồi. Tức là cảm động. Mai mốt mình sắp sửa tới đây thì mình chỉ là quay phim với edit thôi, còn trả lời comment đây có thư ký của mình, thư ký sẽ trả lời những comment của các bạn. Các bạn có comment gì thì welcome, cứ bỏ xuống rồi thư ký sẽ trả lời cho. Thì em cũng ráng, nếu mà có gì sơ suất thì mong tất cả các bạn tha thứ cho, bỏ qua cho, tại vì mới tập làm cho nên không biết. Không có khiếu ăn nói. Tha thứ cho em đó, đừng có chọi đá em đó, để đầu. Không có khiếu ăn nói. Rồi cũng ngại quay phim rồi ngại. Thì những comment các bạn để lại trong những video thì trong thời gian qua cô ta đã trả lời. Trả lời cái hay trả lời cái gì đó hay sáng một hai sáng. Theo sau một thời gian đi theo mình thì cô ta đã nghiện YouTube rồi các bạn ơi. Mình rất là vui. Rất là vui. Tại vì hồi đó giờ là mình chỉ có đi làm thôi, biết đi làm, ít có đi chơi đâu hay là bạn bè chỉ với ai đó. Đi làm suốt, thì nghỉ còn ngày thì đu bu. Mời các bạn thêm cái đùi nữa nha. Chuyện gia đình thì không có còn giờ nữa. Mà giờ có thêm YouTube này cũng vui. Mặc dù là mình biết được người này người kia, mình không có gặp mặt được ai, nhưng mà gặp ở trong mạng vậy cũng vui lắm rồi. Tôi cũng học hỏi những cô chú anh chị, mấy bạn đã từng đã làm YouTube lâu đó, làm lâu hơn mình, học hỏi cũng vui lắm. Rất là vui chia sẻ những sáng kiến, những cái gì mình biết rất là hay. Cái này ngon quá. Cái này cay. Này ăn bóc rồi các bạn ơi, không có ăn bóc à. Không ngon. Giờ cái mình làm gì em? Các bạn có có muốn đề nghị mình làm video clip về cái gì không thì nói cho mình biết, mình sẽ ráng hết sức mình. Nếu mà mình làm được, mình sẽ post cho các bạn coi. Mình còn phải học hỏi nhiều lắm. Mong rằng các bạn YouTuber đi trước sẽ góp ý kiến cho mình để mình làm cái kênh mình better hơn, tốt hơn, thì cái đó không còn gì là vui bằng. Mà nói thiệt các bạn nha, YouTube này chơi ghiền á. Nhiều khi đi đâu cũng bấm, còn đâu cũng bấm. Lâu lâu ai gửi cho trái tim với lại gửi cho cái móng tay mình có trời luôn. Ai gửi cho cái tim đó là phải làm gì, làm cái mở nó không, cái ai gửi vậy. Mình nhiều khi mình đi trồng rau làm sao mình đi làm, mình mang cái ai thái thì heo lên nữa. Thấy cái tim nổ lên nhất lên. Tiếng một tiếng nha, mở lên liền qua ai vậy? Phải bầu cũ gửi không? Bầu cũ hả? Bà mình có. Rất là lợi. Giờ đâu bầu cũ gì nữa kìa. Xưa là Diễm ơi. Bầu cũ ruộng tới. Mời các bạn thêm một miếng nữa nha. Bữa nay mình nói chuyện hơi cà lâm tại vì mình quá vui các bạn ơi. Mừng quá trời mừng quá.
mừng hết lớn luôn. Mặc dù là mới bắt đầu thôi nhưng mà cũng an ủi, cũng mừng, cũng vui. Cay quá anh ơi. Tình trạng mà cái ăn tránh dài mà thiếu bia không? Không có bia mà có rượu. Rồi. Rượu mạnh quá. Giờ mà uống vô chừng 2 ly 3 ly là bắt đầu edit phim mà đầu đi ngược xuống không? Không có xương này. Nói các bạn biết nhà cái này làm không có xương. Ui này cay. Mình sẽ ráng cố gắng. Một tuần mình sẽ ra 3 video cho các bạn. Còn nếu mà tuần nào mình rảnh thêm được chút xíu thời gian thì mình sẽ ra 4 cái. Còn nếu không thì mình sẽ cố gắng 3 cái. Mong các bạn sẽ ủng hộ. Thường thường cái 3 cái video đó sẽ là thứ 3, thứ 5, thứ 7. Thứ 3, thứ 5, thứ 7. 7 giờ chiều Colorado, USA. Mong là các bạn sẽ đón xem. Mình sẽ có cái gì mình chia sẻ cho các bạn cái đó. Thì bữa nay rung mà ăn nhiều dữ nè. Bây giờ tin sự thật chưa? Tin rồi. Tháng thưởng gái ở tỉnh nó mơ vậy. Tháng thưởng gái ở tỉnh nó mơ. 2 tháng rưỡi đó. 3 tháng đó các bạn. 3 tháng nhưng cái tháng 4, tháng 5 là 2 giờ tuần là suốt luôn á. Full time luôn á. Cái lúc mà bắt đầu mà dịch cúm mới bắt đầu á là ở nhà tới giờ á là thời gian đó đó ha. Thì đúng rồi, mình không tiệm đâu có mở đâu, đâu ai đi làm đâu. Từ lúc ta bắt đầu thất nghiệp mùa dịch á. Mình cũng đi đâu được nữa, chỉ có ngoài đi chợ đó thôi. Nó rau nè. Cái mình ngon. 20 tháng 3 ha, 20 tháng 3 bắt đầu không? 20 tháng 3 là bắt đầu mình ở nhà đó không? Đúng rồi. 20 tháng 3. 20 tháng 3 là bắt đầu là ở nhà cho tới. Bây giờ cũng đang còn ở nhà. Bắt đầu dịch bùng nổ á là 20 tháng 3 là bắt đầu ai cũng ở nhà đó. Và tới giờ luôn đó các bạn. Ăn có đâu nhá. Có đâu. Rồi nó ngon. Vô quá rồi. Mình xin dừng video tại đây các bạn. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình trong thời gian qua. Mong rằng các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ gia đình mình và kênh của mình để phát triển tốt hơn. Xin thành thật cảm ơn tất cả. Xin chào các bạn. Xin cảm ơn.